Dạ Từ xin chào cô chú bác anh em gần xa. Bữa nay Từ tiếp tục lên clip mà được 20 mã số mà phôi nguyệt quế lá sắn mông chùm. Số điện thoại của Tường là 0949 866 039, số đó Từ xài Zalo luôn nghe cô chú. Dạ Tường lô này Tường bán là Tường bao ship toàn quốc luôn. Giá Tường kêu là Tường bao ship tới nhà cho cô chú chơi nha. Lá sắn mông chùm, hoa trắng mà lại thơm nghe cô chú. Dạ gọi vô cây số 1 của chú ơi. Cây mã số 1 nghe cô chú. Cô chú chốt cây nhớ ngày nhớ mã số. Chốt đúng cây đúng mã số, giao cho đúng cây đúng mã số chơi nha cô chú. Cây này cây mã số 1. Phôi nguyệt quế lá sắn bông chùm. Dạ rồi cây này cao nó được 90. Đường kính bầu được 57. Chiều cao 90. Kính bầu 57. Tại cái chỗ này mặt cắt nghe cô chú. Mặt cắt nó bị thành đá rồi. Nó thành đá là nó cứng là nó không có vô nữa nghe cô chú. Nó cứng ngắc là ở đó luôn đó. Không có thành vấn đề gì cho cây này cây mã số 1. Cây đế nở mà vót ngọn rất là đẹp cây cô chú ơi. Rồi các bạn đo tại vị trí này nó được 47. Rồi Tường giao lưu toàn quốc luôn nha cô chú. Cây mã số 1 là giá là 2.700.000 cô chú ơi, 2.700.000 cây mã số 1. Nguyệt quế bông thơm nghe cô chú. Dạ rồi Tường đổi cây. Dạ rồi. Tiếp theo nghe cô chú là cây mã số 2. Mã số 2. Nguyệt quế lá sắn nghe cô chú, bông chùm, cây mã số 2. Chiều cao cái này nó được 90 luôn. Chiều cao 90 luôn. Tán ngang nhẹ vị trí này nghe cô chú. Nó được là 48. Đường kính bầu nó được là 48 luôn. Cô chú coi cho cái kỹ cây ở trong hình như thế nào là Tường giao đúng cây đúng mã số cho cô chú chơi nha. Đây chỉ cho cô chú. Cái này nó nói chung ra nó cũng thành đá rồi. Nó thành đá rồi nghe cô chú. Không có thành những lại cho nó này nó dùng cái này có mặt cắt thôi. Cái này cũng thành đá rồi. Không có ảnh hưởng gì cho nó. Rồi quanh đo vị trí này nó được là 45. 45 hoành thân. Cái này cây mã số 2 là 2.600.000 nghe cô chú. 2.600.000 cây mã số 2. Phôi nguyệt quế lá sắn bông chùm. Rồi từ đổi cây. Dạ tiếp theo nghe cô chú cây mã số 3. Tiếp theo là mã số 3. Cái này chiều cao được là 97. Chiều cao 97. Tán ngang hạo nghe cô chú. Nó được 50. Cây mã số 3. Được kính bầu nó được 50 luôn. Hoành thân nó được 46. Cây đế nở vót ngọn không nghe hàng nghe cô chú. Cây chơi rất là đẹp. 2.200.000 nghe cô chú. 2.200.000 cây mã số 3. Mã số 3 là 2.200.000. Rồi từ đó cây của chú ơi. Dạ rồi tiếp theo là cây mã số 4. Tiếp theo là mã số 4. Cây này chiều cao được là 77. Cây mã số 4. Cái hoạch thân thì nó được 39. Cây mã số 4, cây này 1.600.000. Da trắng da láng nghe cô chú, cây rất là chậm lớn lắm, cái dòng này nó chậm lớn lắm. Dạ rồi đổi cây. Dạ rồi tiếp theo là cây mã số 5. Tiếp theo là mã số 5. Bầu bướm màu đất nó nặng lắm nghe cô chú, đất không nặng chịu chịu vậy. Mã số 5 của chú ơi.
Chiều cao nó được 74. Thái ngang vị trí này nghe cô chú, nó được là 57. Cái đường kính bầu được là 48. Cây này cây mã số 5. Quạt thân nó được là 35. Cây này 1.600.000 luôn cô chú ơi, 1.600.000 cái mã số 5. Giá gò từ nửa cây cô chú ơi. Giá gò tiếp theo là cây mã số 6. Số điện thoại của Tường là 0949 866 039, số đó Tường xài Zalo luôn nghe cô chú. Cây mã số 6, tiếp theo là cây mã số 6. Cây này chiều cao nó được là 100. Tán ngang ở vị trí này nó được là 48. Cây mã số 6. Cái hoành nó được là 44. Cái lô này từ mua lô này nó đế nó nở mà giót ngọn không hè hàng nghe cô chú. Cây nhìn rất là đẹp cô chú ơi. Dạ rồi, cây này cây mã số 6 là cây này là giá 2 triệu đồng nghe cô chú. 2 triệu đồng cây mã số 6. Dạ rồi, được đó cây. Dạ rồi, tiếp theo là cây mã số 7. Tiếp theo là mã số 7. Cây này chiều cao được là 69. Tán ngang nó được là 39. Cây này cây mã số 7. Rồi cái hoành nó được là 37. Dạ cây này là 1.400.000 nha cô chú. Cây mã số 7 1.400.000. Đường bao ship tới nhà cho cô chú chơi luôn. Cây mã số 7 giá là 1.400.000. Dạ rồi từ đó cây. Dạ rồi tiếp theo là cây mã số 8. Tiếp theo là mã số 8. Nguyệt quế, bông trắng, lá sắn, bông chùm. Cây mã số 8. Cây này chiều cao được 72. Tán ngang được là 49. Cây mã số 8. Rồi cái hoành nó được 36. Cây này cây mã số 8. 1.700.000 cô chú ơi, 1.700.000 cây mã số 8. Để gọi từ đó cây. Dạ rồi, tiếp theo nghe cô chú là cây mã số 9. Tiếp theo là mã số 9 nghe cô chú. Cây tiếp theo cây mã số 9. Chiều cao nó được là 90. Chiều cao. Chiều cao nó được là 89. Chiều cao 89. Tán ngang vị trí này nghe cô chú. Nó được 50. Chi cành nó bỏ điều chẳng hạn cô chú ơi. Cây này cây mã số 9. Cái đường kính bầu nó được là 57. Cái hoành thân nó được là 42. Để nó rất là nở nghe cô chú. Rồi cây này cây mã số 9 là 2.400.000 nghe cô chú. 2.400.000 cây mã số 9. Rồi từng đó cây. Dạ rồi tiếp theo là cây mã số 10. Tiếp theo là mã số 10. Mã tiếp theo mã số 10 nghe cô chú. Cây này chiều cao là 1 mét rưỡi. Chiều cao 1 mét rưỡi.
tay ngang ở dưới này nó được là 48. Cây này cây mã số 10. Rồi nó được là 46 hoành thân, đo tại đây 46 hoành thân. Cái đường kính bầu được 53. Cây mã số 10 là có giá là 2.800.000 nha cô chú. 2.800.000 cây mã số 10. Dạ rồi, từ đó cây cô chú ơi. Dạ rồi, tiếp theo nha cô chú, cây mã số 11. Mấy cây này nó nghiêng nghiêng về cô chú muốn trồng dáng nào đó trồng. Cây mã số 11. Nhân vai trồng ngay là hồi đầu rồi cũng được. Cây mã số 11 nha cô chú. Chiều cao nó hết thước dây luôn. Cây mã số 11 chiều cao hết thước dây luôn. Ở dưới này cành này qua cành nọ vị trí này nghe được 50. Cái này cái mã số 11. Đường kính bầu được 54. Cái hoành thân được 44. Cái này cái mã số 11, 2.400.000 nha cô chú. 2.400.000. Cây mã số 11. Quên chỉ cho cô chú chỗ này nó bị nhẹ cái này nha cô chú. Nó bị thành đá. Đó. Nó bị thành đá rồi không có ảnh hưởng gì trơn nữa trơn á. Vậy rồi cây mã số 11 là 2.400.000 cô chú ơi. Vậy rồi từ đổi cây nha cô chú. Vậy rồi, tiếp theo là cây mã số 12 cô chú ơi. Tiếp theo là mã số 12. Cây rất đẹp của chú ơi. Mã số 12. Cây này chiều cao nó được là 107. Chi này qua chi nọ nó được là 48. Tán ngang 48. Đường kính bầu được 57. Cây mã số 12. Rồi vị trí này nó được 40. Cây này đẹp cây lắm cô chú ơi. Giót ngọn, đế nở. 2.500.000 cây mã số 12. Mã số 12, 2.500.000 cô chú ơi. Dạ rồi từng đó cây. Dạ rồi tiếp theo nghe cô chú là cây mã số 13. Mã tiếp theo là mã số 13. Cây này chiều cao lại nó được 110. Chiều cao 110. Tán ngang được 48. Chiều cao 110, tán ngang 48. Cây này cây mã số 13. Rồi nó được là 50 hoành đo tại vị trí đó nghe cô chú, 50. Dạ cây này là 2.700.000 cây mã số 13 nha cô chú, 2.700.000. Nguyệt quế lá sắn bông chùm bông trắng mà lại thơm nha cô chú. Dạ, rồi từ đó cây. Dạ rồi tiếp theo là cây mã số 14. Mã tiếp theo là mã số 14. Chiều cao nó được 110 luôn. Tán ngang nó được là 47. Cây mã số 14. Đường kính bầu nó được là 50. Rồi đo vị trí này nó được 41. Để rất là nở nghe cô chú. Để đặt của nó là 60 không đó, 670. Rồi 2.800.000 cô chú ơi, 2.800.000 cây mã số 14. Cây nhìn có duyên lắm cô chú ơi, da trắng.
Và láng và trắng nó chậm lớn dữ lắm nha cô chú, một cây đẹp. Dạ rồi đổi cây. Dạ rồi, tiếp theo cô chú ơi là cây mã số 15. Tiếp theo mã số 15. Chiều cao được 110. Tán ngang vị trí này được 48. Cây mã số 15. Để gắt nở nha cô chú. Rồi vị trí này được 40, 39, được 39. Cây này cây mã số 15 có giá là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng cây mã số 15 nha cô chú. Dạ rồi, từ đó cây. Dạ rồi, tiếp theo là cây mã số 16. Tiếp theo mã số 16. Rồi, đi ra quay. Chiều cao nó được 89. Tán ngang nó được là 67. Cây này cây mã số 16. Cái này nè, nó mà không bị thành đá nha cô chú. Thành đá. Chỗ này nó cũng bị thành đá nhẹ luôn. Không có thành vấn đề gì chân cô chú ơi. Thành đá là không bao giờ nó ảnh hưởng vào nữa. Rồi đo tại vị trí này, cây này nó được 48. Cây mã số 16, cây này 2 triệu 400 ngàn nha cô chú. 2 triệu 400 ngàn. Cây mã số 16. Dạ rồi, từ đó cây cô chú ơi. Dạ rồi, tiếp theo là cây mã số 17. Quê quán của Tường ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại là 0949 866 039. Số đó Tường xài Zalo luôn nha cô chú. Tiếp theo là cây mã số 17. Cái này tán ngang được 70. Chiều cao được 110. Cây mã số 17. Cây này đẹp giác luôn chú ơi. Đây nó cũng bị thành đá nhẹ, lỗi nhẹ nghe chú. Lỗi từ nhỏ. Nó không có ảnh hưởng nữa. Như trên này cây nói chung ra cũng bị thành đá. Đó. Đây mặt cắt. Cây này cây mã số 17. Rồi cái hoành đo tại vị trí này nó được 43. 2 triệu 700 ngàn nghe cô chú. Mã số 17 là 2 triệu 700 ngàn. Dạ rồi, từ đó cây. Dạ rồi, tiếp theo là cây mã số 18. Mã số tiếp theo, mã số 18. Cây dáng nhìn dáng tông hơi cao cao, nhìn dáng đẹp. Lắc lượng nha. Mã tiếp theo, mã số 18. Chiều cao cái này hết thân dây. Chiều cao 1,5 m. Kính bầu 50. Cây mã số 18. Cái đế nó đặt dưới nó nở lắm nha cô chú. Rồi vị trí này nó được là 36. Cây này cây mã số 18. 2 triệu 200 ngàn nha cô chú. 2 triệu 200 ngàn cây mã số 18. Dạ rồi, từ đó cây của chú ơi. Dạ rồi, tiếp theo là cây mã số 19. Tiếp theo là mã số 19. Cây này chiều cao đó 1 thước 4. Cây này chiều cao 1,4 m. Đó, thử cái ngọn như này nó xíu à. Ngọn như này nó có 12 à. Cái giót ngọn nha cô chú. Nó được kích bầu được 53. Tán ngang nó được là 60. Còn quà đôi đo tại vị trí này nghe cô chú. Nó được là 46.
cây đế nở rất là đẹp của chú ơi. Rồi cây mã số 19, giá cây này là 3 triệu đồng nha cô chú, có giá 3 triệu đồng cây mã số 19. Rồi tường đỡ cây cô chú ơi. Dạ rồi, tiếp theo là cây mã số 20. Cây mã số 20 là mã cuối clip của từ ngày hôm nay đó nha cô chú. Tiếp theo là cây mã số 20. Cây này chiều cao là nó được 120, chiều cao 120. Tán ngang được 54. Đây chỉ cho cô chú, nó cũng cái này cái dấu mà cắt nha cô chú. Thành đá nhẹ rồi. Chú chỉ này cái kẻ cũng thành đá rồi. Đây có mặt cắt luôn, mặt cắt cũng đang kéo lại. Được kính bầu. Cái này được 50. Để đỡ lắm nha cô chú. Một cũ vậy. Cái hoành lại nó được là 49. Đây bông nè cô chú, còn là màu hạ tượng màu bông nè, thơm dữ lắm cô chú ơi. Đó. Nguyệt quế lá sắn bông chùm nghe cô chú. Cây này cây mã số 20. Đây cũng có giá là 3 triệu đồng nghe cô chú. Mã số 20 là giá 3 triệu đồng. Giá 3 triệu đồng này mình bao ship tới nhà cho cô chú chơi luôn rồi đó. Dạ rồi, từng cảm ơn cô chú bác anh em gần xa xem clip và ủng hộ cho từng một hai cây về chơi. Quê quán Tường ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, số điện thoại là 0949 866 019, số đó từ xài Zalo luôn nha cô chú. Dạ từ hẹn cô chú bác anh em gặp Tường lại clip sau ạ. Dạ từ xin chào. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý liên hệ với nhà vườn Mạnh Tường để chốt cây. Số điện thoại đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Trân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.